lúc cậu đưa cô ấy về tới giờ. Dạ con biết. Hay là mình còn muốn gặp cậu. Lúc nãy mình chạy xe trên đường cũng dễ hơn. Không lẽ bây giờ mình cậu giúp con bằng mọi cách phải đưa được tờ giấy này đến tay cậu. Cậu có cần phải nói gì không? Cậu chỉ cần đợi. Một là cậu Vĩnh Đức sẽ ra gặp cậu và cùng về với con. Hai là con sẽ về một mình. Dạ chào anh. Nè, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mong anh thông cảm. Nhưng tôi tới đây là có chuyện gấp. Gấp là gấp cái gì? Nhìn là biết kiếm cô tôi rồi đúng không? Về đi, cô Kim Tuyền còn nghỉ ngơi. Đi về giùm đi. Anh đừng có hiểu lầm. Tôi nhờ anh đưa tờ giấy này cho ông chủ đầu chiếc xe màu trắng ở ngoài sân. Nè, tôi nói cho mà nghe. Muốn đi kiếm chuyện á thì đi chỗ khác mà kiếm chuyện. Lộn chỗ rồi. Nè, anh ơi, khoan đã anh. Nè, hồi nãy giờ tôi nói đàng hoàng mà không chịu nghe. Muốn bị ăn đấm rồi mới chịu đi đúng không? Anh bình tĩnh đã. Anh cầm đi, xin nhờ anh giúp đỡ. Tiền bạc bây giờ cũng bằng thừa. Người ta đang ôm nhau ngủ, mày kêu tao vào phá đám để đưa tờ giấy khỉ gió của mày hả? Anh cứ nói là của vợ ông ấy đưa. Sao? Vợ của cậu Vĩnh Đức. Dạ đúng vậy. Em thấy thương anh quá. Mỗi đêm anh đều phải chạy xe qua đây để chở em đi hát à? Đó là niềm vui của anh mỗi ngày mà. Nhưng mà mỗi buổi sáng á, lúc mà anh đi dạy, em ở nhà buồn chết đi được à. Muốn đi mua sắm, em đều phải đi xích lô á. Em thấy phiền quá à. Thì có gì đâu mà khó. Anh sẽ mua cho em một chiếc xe hơi để đi buổi sáng. Còn buổi chiều cho đến tối thì phải để cho anh lô, đâu biết chưa. Nhưng mà xe hơi đắt lắm đó nha. Trời ơi, em nhìn đi, cái nhà như vậy anh còn mua cho em được. Huống chi chỉ là chiếc xe hơi cỏn con. Có chuyện gì vậy? Sao giờ này còn gõ cửa? Dạ thưa cô, có chuyện quan trọng với cô Kim Tuyền. Anh ra coi làm sao đi. Em ăn mặc như vậy không tiện cho lắm. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa cậu, cái này là của cậu. Của tôi sao? Dạ. Em đang chờ cậu ở bên ngoài. Ai vậy anh? Người nhà của anh. Người nhà hả anh? Thì vợ anh. Vợ anh đến thì đã làm sao? Chưa gì mà anh đã sợ đến như vậy rồi à? Không có. Anh đâu có sợ của ta đâu. Không sợ. Nhưng mà dù thế nào đi nữa nên anh cũng phải xuống gặp cô ta một chút. Như vậy là anh sợ rồi. Chỉ là anh không muốn dây dưa với cô ta mà thôi. Tùy anh. Bây giờ anh chỉ biết lo cho vợ anh đang đứng ở ngoài chờ anh, chứ em thì có nghĩa lý gì. Em đừng có nói như vậy. Có lỗi với em, làm cho em buồn mới là điều anh lo sợ nhất. Vậy thì anh hãy làm cho em vui lên đi. Hân ơi, ráng chờ chút xíu nữa nha con. Nha. Sự thật không thể chối bỏ được nữa. Con đợi ở đây thì cậu cũng không thể xuống được. Hay là mình về Biên Hòa nha con, rồi mọi chuyện con tìm cách thức. Không, mình về nhà cậu ở Sài Gòn. Nhưng mà cậu ở đây, con về nhà cậu làm cái gì? Chờ xem khi nào cậu mới chịu về. Dạ cậu Ba ơi, chờ chút tôi ra liền. Sao cậu nói đêm nay ngủ lại nhà của Kim Tuyền mà? Chị nói gì vậy chị Bảy? Dạ thưa mợ. Chị Bảy, có chuyện gì vậy chị Bảy? Bữa nay cậu nói cậu không về mà. Dạ, con chào mợ. Chị Bảy à, hồi nãy chị nói là cậu ngủ lại nhà ai vậy? Chị Bảy? Ừ. Mợ đang hỏi chị kìa. Ở nhà của Kim Tuyền thưa mợ. Được rồi, chị vào trong đi. Dạ. Anh Phan nè. Dạ. Anh là tài xế của cậu, chắc phải biết là cậu hay vắng nhà ban đêm đúng không? Dạ, cũng có thưa mợ. Ý của mợ là chú có biết cậu đi đâu không? Dạ, cậu đi đâu con đâu có dám hỏi thưa mợ. Cái chú này, đến nước này còn chối nữa hả? Xin mợ hiểu cho, con chỉ làm theo lệnh thôi. Lệnh của ai? Dạ, là lệnh của cậu. Kể từ bây giờ anh không còn là người của nhà họ Trần nữa. Mợ, xin mợ hãy tha cho con lần này. Cậu Mão à, cậu đưa cho anh ta luôn tiền lương tháng này. Ngày mai anh có thể tìm công việc khác. Mợ. Alo. Cậu Ba ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Mợ Hân đang ở nhà. Cái gì? Mợ Hân đang ở nhà hả? Dạ. Cậu ơi, mợ đã biết chuyện cậu với cô Kim Tuyền rồi đó. Chị cứ giả ngu cho tôi. Mợ không biết. Mợ nói là không biết chứ. Dạ, tôi biết rồi. Lại là cô vợ của anh à? Chắc em phải trả lại chồng cho người ta rồi. Dạ, thưa mợ. Mợ Hân ơi, tôi sai rồi. Tôi xin mợ tha cho tôi. Tôi trót dại. Chị cũng chỉ là người làm công, chị khó mà làm trái ý của cậu. Hơn nữa chị mới vô làng, lại không phải là do chính tôi đưa vào. Dạ đúng rồi. Con trai chị dạo này thế nào? Dạ, nó khỏe hơn trước rất nhiều rồi mợ. Cũng nhờ mợ, nó được chữa bệnh ở trạm xá của người Tây. Bây giờ nó đi học rồi. Không hẳn là nhờ tôi, mà chính là do chị tận tụy làm việc ở nhà họ Trần và chăm lo chu đáo cho con của chị. Mợ Hân ơi, tôi biết mình có lỗi với mợ nhiều lắm. Mợ tốt với tôi như vậy mà tôi nỡ lòng nào giấu chuyện của cậu. Nếu giờ mợ có đuổi, tôi cũng không dám oán trách. Nhưng mà không cần phải như vậy đâu. Chị hiểu được lòng tôi là tốt rồi. Cảm ơn mợ. Từ nay có chuyện gì của cậu tôi sẽ báo ngay cho mợ biết. Mợ ơi, để tôi nấu vài món ngon cho mợ ăn nha. Nhìn thấy mợ xanh xao quá. Chị Bảy nói phải đó. Hay là con ăn chút gì đó đi, bởi vì con còn có... Mợ ơi, mợ đợi một chút nha, có liền à, nhanh lắm. Con ráng ăn miếng gì đó đi, bởi vì con còn có... Dạ. Để cô xuống phụ chị Bảy một tay. Má thật có lỗi khi để con phải cảm nhận những nỗi đau mà má đang gánh chịu. Có lẽ lỗi má cũng một phần khiến cho cha con giờ đây trở nên như người xa lạ. Có thể du thú ở nơi khác mà bỏ mặt hai má con của mình. Mọi thứ chẳng phải đã nguội lạnh hết rồi. Mình về thôi mẹ. Đứa nào làm ra những chuyện này khủng khiếp. Người đâu? Đứa nào làm ra những chuyện này? Chú Huệ đâu? Bỏ ra đây. Dạ thưa cậu, có chuyện gì không cậu? Tôi nói coi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mấy cái chậu lan quyến của tôi bị nát hết rồi. Mấy con chim quý của tôi nữa đâu hết rồi hả? Dạ thưa cậu, dạ lỗi là do tôi cậu à. Không cần phải che giấu, tôi thừa biết ai đã làm điều này. Cô ta đang ở đâu? Cô ta đang ở đâu? Dạ em đây thưa mình. Nói đi. Cô không còn xem tôi ra cái gì nữa rồi có phải không? Em không biết bây giờ em là gì của mình. Cô dối lắm. Con à, có nên như vậy không? Không có chuyện gì đâu Vũ. Con tự biết cách đối xử với cậu. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Cô đừng có làm mấy cái trò dũng dặt này. Đây là những lời mình nói với em sau bao nhiêu ngày đi quan hay sao? Đúng là tôi với cô không thể hiểu nhau được. Vậy ra những gì cô đã làm chỉ là đóng kịch thôi sao? Nào là mua chiếm quý về, học cách chăm sóc, nào là xuống bếp chăm lo cho tôi. Cô khéo làm trò trước những người xa lạ. Cô muốn quy tội cho tôi chứ gì? Mình nói là mình đi dạy ở Sài Gòn, nhưng thật ra là mình đi bám váy người khác. Sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Tôi không bám váy ai hết. Đúng vậy, mình không bám váy ai hết, mà mình chỉ là mua tình yêu của cô ta thôi. Cô nói cái gì hả? Giấy báo ngân hàng gửi về cho thấy mình đã mua một căn nhà lớn ở Sài Gòn và nhiều nữ trang khác nữa. Cô dám theo dõi gì chi tiêu của tôi nói cho cô biết. Tiền nhà tôi thì tôi muốn xài bao nhiêu thì xài. Ai cho cô cái quyền quản lý? Cái chuyện tôi lấy tiền của gia đình mình hả? Nếu sử dụng cho mình mua sắm, em không tiếc. Đằng này lại là người dân. Em không bao giờ muốn mình lấy gia sản của tổ tiên để lại để quăng qua cửa sổ mà thôi. Cô mà thôi, cũng tốt. Cô cứ lộ mặt nạ của mình ra đi. Hôm nay cứ bộc bạch hết đi, tôi sẽ lắng nghe hết. Tại sao mình cứ lớn tiếng với em như vậy, trong khi đây là lỗi của mình mà? Mình đang nghĩ gì em thật sự không hiểu nổi. Thực ra là lỗi của tôi khi sẽ được quyết định nóng vội để phạm phải sai lầm. Vậy thì chuyện của mình em phải nghĩ như thế nào đây? Em đã đợi mình suốt đêm, nhưng mình không thèm nhìn đến một lần. Còn chuyện đám cưới, mình nên nhớ lại đi. Em chưa bao giờ ép mình hết. Bởi vì cô quá tinh ranh nên tôi mới bị xa lưới. Em thì lại nghĩ khác. Với ai thì mình cũng bị xa lưới như vậy hết. Tôi không phải là loài người đó. Cô quá đáng lắm rồi. Thiệt tình đó, tôi nghĩ tội nghiệp cho con Hân quá. Mới lấy chồng hôm trước, hôm sau lại bị chuyện đó rồi. Mà không hiểu tại sao cậu với Đức lại có tật trăng hoa từ lúc nào nữa. Thì tại vì Huệ đó thích cô gái lương hoài nên mới có chuyện. Thì em nghe nói là cậu Vĩnh Đức mua tivi cũng tại vì Huệ thích coi cải lương mà. Ừ. Dung dạ. Ai cho mày ăn nói như vậy? Mày có tin tao đuổi mày về quê không? Dạ, tại hôm bữa con nghe cậu nói như vậy đó con mới. Cái tâm của mày là nhiều chuyện, hay chỏ mỏ vào chuyện của người khác, cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Mày đi xin lỗi gì quay liền cho tao. Dạ, dạ con đi liền. Dì Huệ ơi, con sai rồi. Con ăn nói mà không biết suy nghĩ. Dì ơi, con xin dì đừng có ghét bỏ con nha dì. Dì không trách con đâu. Dì còn nhớ hôm trước là con cùng dì đợi mà đến sáng mà. Ở trong nhà này, ngoài cậu Mão và dì ra thì chỉ có con là người hiểu được hoàn cảnh của mợ thôi. Thưa dì, con thật hối hận. Dì nghe những lời bàn tán mà nghĩ không đúng về dì. Thiệt ra cũng tại vì dì mê cải lương thiệt mà. Vậy là chuyện đúng như những lời người ta bàn tán hay sao dì? Con thấy cái cô Kim Tuyền đó chỉ là phường hát xuống thôi, làm sao mà sánh được với mợ. Mợ vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp nữa. Mỗi lần mà con nghe mọi người nói xấu mợ là con giận lắm, nhưng mà con cũng không biết làm sao nữa. Dì thì Ngày mai á, con dọn vào phòng ở chung với dì nha. Dạ. Dì ơi, con không dám đâu dì. Sao con lại không dám chứ? Từ trước tới giờ mọi người đều không thích con. Vì con được mợ ưu ái cho lên nhà trên làm sổ sách rồi, còn con phải dọn dẹp và phụ với bếp nữa. Bây giờ con lại dọn lên ở với dì thì lại thêm chuyện. Cũng tại cái tật nhiều chuyện của bay á, chứ không có gì đâu. Bây giờ mà con ở với dì á, dì sẽ dạy cho con cách sống hòa nhã với mọi người, và con cũng có thể tránh phải nghe những lời gièm pha của người khác về mợ Hân nữa. Thiệt hả dì? Ừ. Con nghe nói là trước đây dì cũng dạy mợ Hân phải không dì? Ừ. Con cảm ơn dì. Con sẽ không phụ lòng dì và mợ Hân đâu. Dạ mời cậu mợ dùng bữa à. Cô cười cái gì đó? Vậy là mình vẫn còn để ý tới em. Cô vẫn không bỏ được cái tật trời đánh tránh ăn hay sao? Cô không để cho tôi ăn một bữa yên lành hay sao? Em xin lỗi mình. Bây giờ em sẽ im lặng. Đây là cách mà cô đối xử với chồng cô sao? Vậy thì đừng trách tôi đi tìm kiếm hạnh phúc mới. Dung à, em xuống nhà dưới đi. Dạ. Cô định che giấu điều gì? Cái chuyện hụt hạc giữa tôi và cô trong căn nhà này không ai là không biết. Đừng có giấu giếm nữa. Mình nói chuyện mèo mỡ ngoài như một chuyện đứng đắn, cho nên em thấy nực cười. Cô tưởng là mình hay ho lắm hả? Nếu như mà khi xưa cô nói cho tôi biết toàn bộ sự thật thì mọi chuyện đã không tệ hại như vậy. Ngày nào cũng phải đối diện với một người chán ngắt, chỉ biết chúi đầu vào công việc. Cô làm cho tôi không thể chịu nổi nè. Cô tưởng mình giỏi lắm sao? Đúng, cô quản lý hết cả cái cơ ngơi đồ sộ này, tất cả từ trong ra ngoài. Ai gặp cô cũng đều phải khiếp sợ, đúng chưa? Nhưng đó không phải là việc phụ nữ nên làm. Tôi chân thành nói cho cô biết, cô rất kém trong cái việc chịu đựng. Xin mình đừng đem em đánh động những thứ nằm trong sở thích tác tệ của mình. Sao lại là tác tệ chứ? Hay là tới bây giờ cô vẫn không chấp nhận là mình thua kém với những cô gái làm ở trong vũ trường? Cô làm gì đó? Hơn tí là ra vẻ tội nghiệp vậy sao? Tôi với cô thì còn lạ gì nhau nữa không? Dù mà, lên mở biểu. Dạ thưa mợ, cho gọi con hả? Chờ khi nào cậu ăn xong dọn giùm mợ. Dạ thưa mợ. Lớn như vậy rồi mà còn đòi ngủ với vú nữa. Kệ, con dù lớn con vẫn là con Hân của vú mà. Vú không nhớ sao? Nhớ, vú nhớ chứ. Nên mới quạt cho con ngủ đi nè. À, kể từ ngày mai vú sẽ cho con Dung lên ở chung phòng để dạy cho nó làm sổ sách cuối tháng, rồi quản lý thêm việc kinh doanh cho con đỡ mệt. Đang mang thai thì không được gắng sức quá đâu con à. Ừ. Có chuyện gì mà vú thở dài vậy? Vú thấy dạo này con tiều tụy quá. Nhà bếp nấu gì con cũng không chịu ăn. Mỗi bữa con ăn có chút xíu cơm mà. Con đã cố rồi nhưng mà không tay nào nuốt nổi. Khi nghĩ đến những gì cậu đã... Không cần đâu vú, cậu đi rồi. Dạ mời cô cậu. Thưa cậu Vĩnh Đức, bàn đạp của cậu ở bên trong ạ. Dạ cảm ơn cậu. Cậu Đức, nhà hàng này sang trọng quá. Nghe nói những người tới đây không những có tiền mà còn có địa vị nữa. Thì em là đạo hát cải lương nổi tiếng nhất về Sài Gòn này. Còn tôi là người có đủ tiền để đưa em đi đến bất cứ đâu trên đất này. Còn đây là món quà của em ngày hôm nay. đẹp quá. Cảm ơn anh. Ông đúng là có con mắt tin tưởng. Thật vậy sao? Đó chính là cô đào Kim Tuyền, đức tiếng với giọng ca ngọt ngào rót mặt vào tai. Ở trên đất Sài Gòn này, nếu cô Kim Tuyền nói mình là số 2 thì không có người dám nhận mình là số 1. Vậy còn con rùa đang vô ve bên cạnh cô đào Kim Tuyền thì sao? Là ai vậy? Thật ra những chiếc vòng như vậy em không thiếu, cậu không cần phải mua thêm đâu. Vậy thì ngày mai anh sẽ dẫn em đi xem về mẫu xe hơi mới. Chẳng phải em nói là em cần một chiếc để đi mua sắm buổi sáng hay sao? Ủa, tôi đâu có kêu loại rượu này. Dạ không thưa cậu, đây là món quà của quý ngài đàn kia gửi đến cô Kim Tuyền. Em anh làm gì vậy? Đi thôi, anh sẽ dẫn em tới một nhà hàng khác tốt hơn. Đi. Thưa cậu Đức, hôm nay cô Tuyền không có ở nhà. Cô đi đâu từ sớm rồi cậu ơi? Sắp đến giờ hát rồi. Kim Tuyền cô đi đâu chứ? Dạ con cũng không rõ nữa cậu. Con chỉ biết nhiêu đó à. Mong cậu thông cảm giùm con nha. Vậy chừng nào cô về? Dạ cậu ơi, con cũng không biết nữa. Hay để khi khác nha cậu. Khi khác là khi nào? Điểm nào mà tôi không chở cô ta đi hát? Bộ có chuyện gì rồi phải không? Dạ nói nhiều, hưởng nhiều. Dạ chào cậu Đức. Cậu Đức, cậu không được đi lên đó. Kìa, cậu Đức. Kim Tuyền, Kim Tuyền. Này, muốn gây rối hả? Kim Tuyền. Cho anh ấy vào đi, anh ấy là bạn tôi. Chuyện này là sao hả? Em vừa mới gọi tôi là gì? Thì là bạn. Nói láo. Tôi là người đàn ông của em. Buồn cười. Người đàn ông của tôi không phải là một ông giáo hoàng sợ vợ đâu cậu Đức à. Em nói hay lắm. Đúng là không hổ danh, giọng ca quanh về như rót mật ngọt vào tai. Em chửi mà anh nghe cứ như là hát vậy. Dạ em cảm ơn anh. Tôi đã mua nhà và còn bao nhiêu thứ trên người của cô. Không phải là của tôi mua cho cô hay sao? Mày dám ăn nói với tôi như vậy? Chỉ có tiền thôi thì không đủ đâu cậu Đức. Cậu ngây thơ quá. Cô đúng là chỉ có anh mới che chở được cho em. Rắn độc, xấu xa, bắt nó bỏ tù cho tao. Đuổi đi. Dạ. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Chiếc sổ đã đầy, em nên chừa lại một vài trang cuối để nếu có gì sai sót mình còn có chỗ ghi chú lại. Em đã hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi thưa mợ. Đúng là làm theo cách này sẽ không có gì thiếu sót hết. Chuyện gì làm dần dần rồi cũng sẽ quen thôi. Em ráng học để sau này còn phụ tôi sổ sách. Còn hôm nay tới đây là đủ rồi. Dạ. Giờ này còn ai gọi nữa vậy? Mà để con nghe cho. Dạ, nhà họ Trần xin nghe ạ. Có chuyện gì vậy Dung? Mợ ơi, là chị Bảy. Là cậu đúng không? Có chuyện gì em nói mau lên. Chị Bảy nói cậu Vĩnh Đức ở trên Sài Gòn bị bắt về đồn cảnh sát rồi. Tụi mày thả tao ra mau lên. Tụi mày cũng biết tao là ai hay không? Là ai không cần biết. Vô đây rồi thì cũng như nhau thôi. Cậu làm ơn giữ rực tự giùm. Mày. Cô Đào Kim Tuyền đúng là hay thiệt. Mới lần trước là ông chủ đồn điền cao su, gần đây là con một ông chủ người qua chợ lớn. Lần này tuy không phải là một người có thế lực, nhưng cũng là một đại gia ở Biên Hòa. Tôi nói như vậy có đúng không cậu Vĩnh Đức? Cậu không cần phải làm như vậy đâu. Cậu ba nhà họ Trần không làm gì được ở đất Sài Gòn này nữa đâu. Người nhà cậu Vĩnh Đức đã tới. Chắc là mợ Hưng. Cậu nhà đã tới. Sao bây giờ cậu mới tới? Em xin lỗi mình. Mau đưa tôi ra khỏi đây. Dạ. Thưa ngài, những gì mà chồng tôi đã phạm phải, xin ngài xem xét và giảm nhẹ cho. Cậu Đức chắc không nhớ tôi. Khi tôi tới nhà cậu, cậu chỉ mới là một đứa trẻ. Trước nay gia đình cậu không chỉ nổi tiếng ở Biên Hòa bởi sự giàu có, mà còn được biết đến là gia đình có nhiều người tài giỏi. Cậu nên biết cách giữ thanh danh cho gia đình. Dạ thưa ngài, bây giờ tôi có thể về được chưa ạ? Được rồi cô Hân, giấy tờ còn lại cứ để cho tôi lo. Dạ, xin chào ngài. Chào cô. Cô Hân về tẩm bổ cho chồng cô đi. Mới bộ đó có một ngày à, mà tay chân bùng rủng hết trơn. Tôi không biết là cô có quen với những người trong đồn cảnh sát trên Sài Gòn. Dạ, là bởi vì việc chuyển gạo lên Sài Gòn cũng cần phải lo lót để thuận lợi thôi mình. Chuyện lúc sáng tôi có lớn tiếng với cô vô cớ, cũng là do trong người cũng đang bực bội. Em hiểu chuyện mình muốn thị uy trước mặt người khác, nhưng mà cái mình cần lúc này chính là cái uy vốn có của những người nhà họ Trần. Chưa bao giờ em thấy có người dám cợt nhã và lên tiếng dạy dỗ người trong nhà mình. Hôm nay tôi mất mặt mình vô đây chưa đủ sao? Cô có cần mỉa mai như vậy mới hả dạ không? Em thật không có ý đó. Chỉ là muốn nhắc mình phải chấn chỉnh lại, đừng để vị thế của gia đình bị sa sút thêm nữa. Cậu ba mới về. Cậu ba, cậu ba. Vú, có chuyện gì vậy Vú? Tin mới đăng con. Giáo sư mỹ thuật quấy rối cô Đào nức tiếng Sài Gòn. Bình thường ai là người lấy báo vậy Vú? Bình thường thì mỗi buổi sáng con Dung là người lấy báo. Trong vòng 2 tháng, Vú cho ngừng hẳn việc đặt báo hàng ngày lại. Vú hiểu rồi. Còn mỗi giờ Vú đánh tiếng cho mọi người trong nhà biết. Nếu ai mở miệng nói ra nói vào về chuyện bê bối của cậu ở trên Sài Gòn, dù chỉ một câu, sẽ đuổi ngay lập tức. Ừ. Con biết rồi. Con sao vậy? Thôi, con đi cả ngày cũng mệt rồi. Con vô phòng nghỉ đi. Ừ. Mọi việc hôm nay nhờ Vú và cậu giúp con. Ừ. Con yên tâm đi. Dũng à. Dạ. Dì tìm con có việc gì sao dì? À, chả là dì không thấy báo mới để trên bàn nên dì mới ra đây hỏi con. Ủa sao kỳ vậy? Sáng nay con vẫn để báo ở trên bàn, để trên nhà trên mà dì. Vậy chắc là cậu bà đã lấy đi rồi. Cậu dì về hả dì? Cậu ở một đêm trong đồ cảnh sát chắc là mệt lắm. Chuyện này bay đừng có nói lung tung, biết không? Dạ, con biết mà dì. Mà sáng nay á, báo mới có tin gì hay không? Dạ, con cũng không biết. Từ trước tới nay, con đâu có đọc báo đâu dì. Toàn chuyện trên trời dưới đất, con đọc cũng chẳng hiểu gì. À, tự dưng lúc này lớn tuổi, dì thích coi báo để biết đây biết đó. Thôi, bay làm việc tiếp đi. Dạ, con biết rồi dì. Mình đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi như vậy chắc cô hả dạ lắm đúng không? Ngày hôm nay là cái ngày mà tôi phải chịu nhục trước đủ mọi hạng người. Nếu như nước cai tù có con cũng có thể cười giễu tôi. Em cam đoan mình không phải chịu những điều đó khi đang ở nhà. Làm thế nào mà cô dám chắc điều đó? Hình ảnh của tôi đăng đầy trên mặt báo kìa. Chỉ có những kẻ đuối mà mới không thấy điều đó thôi. Mình bình tĩnh lại đi. Em đã ngừng đặt báo trong vòng 2 tháng rồi. Chuyện trên báo sáng nay hiện trong nhà chỉ có em và Vũ biết thôi. Mình cũng biết là Vũ yêu thương mình đến mức nào mà. Em nghĩ chuyện báo chí làm rùm beng chỉ được một thời gian thôi. Chừng vài ngày nữa mọi việc sẽ nguôi ngoai. Chỉ cần mình ở nhà, tránh gặp gỡ giao tiếp, mọi chuyện sẽ chóng qua. Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi. Ở đời nhân vô thập toàn, ai cũng phạm sai lầm. Em chỉ xin mình bỏ qua tất cả, để một nhà 3 người có thể hòa thuận với nhau. Thôi, có phải là em đỡ. Kể từ hôm nay chúng ta phải sống hạnh phúc gì con. Tôi được làm cha rồi. Cảm ơn em đã bỏ qua tất cả. Tôi cảm thấy hối hận khi đã làm cho em đau khổ những ngày qua. Em không sao. Em chỉ cần mình biết nghĩ hơn cho gia đình là em và con hạnh phúc lắm rồi. Em yên tâm, tôi đã có con, chẳng lẽ tôi không biết nghĩ. Mấy tháng này còn ngán, ăn không được gì hết. Hôm nay Vú nấu đồ chay cho con ăn nha. Thanh đạm cũng tốt, mà lại dễ ăn nữa. Cũng hay đó Vú. Tự nhiên con lại thèm cái gì đó thanh đạm. Con á cũng bớt lo nghĩ chút xíu giùm Vú đi. Dạo này chuyện làm ăn Vú thấy càng ngày càng tốt rồi. Con để đó cho người dưới làm, ôm đồm chi cho cực vậy. Nhiều bạn hàng trước đây bỏ đi, bây giờ đã quay lại và đánh giá cao uy tín nhà mình. Con cũng thấy vui. Con nói với Vú đã dàn xếp xong mọi chuyện với cậu, mà Vú thấy cậu vẫn cứ ở một mình trong phòng hoài. Vú thấy lo quá. Cậu đã muốn như vậy thì mình nên chiều theo Vú. Chuyện vừa mới xảy ra, con nghĩ cậu cũng khó mà trở lại như trước đây được. Ừ. Con nói vậy cũng phải. Nhưng dù gì thì vợ chồng đoàn tụ là tốt rồi. Từ từ rồi mọi chuyện nó sẽ tốt hơn thôi. Con cũng nghĩ như vậy, cho nên là muốn để cho cậu thoải mái. Cậu là đàn ông con trai trong nhà, đương nhiên là cậu không muốn phải chịu áp lực từ chính ngôi nhà của mình. Vú thật không ngờ có ngày con lại nghĩ được như vậy. Vợ chồng biết nhường nhịn nhau mới bền lâu con à. Nhiều khi con nghĩ rằng con của con ra đời lúc này thật đúng lúc. Vú, bên kia có khoai lang kìa. Chị, khoai lang ngon quá trời nè chị. Người đang mang thai mà ăn khoai lang là tốt lắm đó con. Những từng chỉ con là muốn lựa thức ăn ngon thì phải xem kỹ. Giống như củ khoai này, vỏ phải cứng tươi thì bên trong mới vàng mới ngon. Đó là cho tôi đâu. Con nghĩ chuyện lựa khoai cũng như chuyện vợ chồng, sống với nhau thì phải hiểu nhau. Chỉ nhìn thấy biểu hiện bên ngoài là biết bên trong nghĩ gì. Cậu là người xem trọng bề ngoài nên thời gian đầu sẽ như vậy. Nhưng mà con tin chắc rằng cậu sẽ mở lòng nhanh thôi. Con thiệt là hiểu tính cậu. Vú cũng mong sao cậu hiểu được con như vậy. Con của con cũng đã hơn 14 tuần rồi đó vú. Chừng hơn 1 tháng nữa là con sẽ thấy nó đạp tiền hà. Nè, lúc đó nhớ đi đứng cẩn thận nghe chưa? Con biết rồi. Ủa, chào chú. Mợ Hân, sao lâu rồi tôi không gặp mợ. À, chú còn nhớ hai lồng chim ở nhà tôi không? Hình như là một con chào màu, một con sơn ca, rồi một con dành khuyên. À, tôi nhớ rồi. Chú có thể giúp tôi kiếm 3 con y hệt như vậy không? Chuyện này gần như không thể được đâu Mợ Hân. Tôi mong chú giúp đỡ cho tôi. Bao nhiêu tôi cũng trả hết. Được rồi, tôi sẽ tìm cho cô ngay. Nhưng chỉ là hao hao thôi. Mọi chuyện nhờ chú. Mấy chợ hoa mở mới mong giờ đẹp quá à. Ừ, đẹp thiệt á. Giống tao. Thôi đi mày. Mày nói như vậy tội nghiệp mấy chợ hoa lắm. Hai đứa cứ ở đó mà giỡn hoài. Gia phụ giúp tuôn tay nè. Dạ. Dung nè. Dạ. Em đem cái giò lan này qua bên kia treo giùm mợ. Dạ. Dạ, con cảm ơn cậu ạ. Ủa, Hân? Em làm cái gì mà đất lắm lem vậy nè. Sau này mấy chuyện nặng nhọc á, em cứ để cho bọn gia nhân làm là được rồi. Đừng có động tay động chân mà ảnh hưởng tới con mình. Sao hôm nay mình lại về sớm vậy? Bữa giờ em thấy mình toàn ở trong phòng thôi à. Anh nghe mọi người quyên náo ngoài này cho nên đã xem thử. Với lại cứ trù đúa trong phòng hoài cũng chán. Nghe được những lời này của mình em mừng lắm. Em chỉ sợ mình ngại chuyện cũ mà xa lánh mọi người. Đã là chuyện cũ rồi, hà tất gì phải nhớ lâu chứ. Anh là chồng mà tối ngày cứ trù đúa trong phòng để cho em lo hết mọi việc, coi sao được. Anh không muốn vợ mình lẻ loi lần nữa. Mời, cậu mời dùng trà. Em muốn đi. Dạ, em cảm ơn mình. Thôi kìa, mồ hôi dễ dãi hết rồi. Những dầu kỹ năng kia là do em mua về đó hả? Dạ. Không biết mình có ưng ý hay không? Sao lại không? Em biết anh thích cây kiển và chim quý mà. Anh đã để cho em nhập công rồi. Chỉ cần mình vui là em vui rồi. Ấy mày làm gì cũng được nè. Đúng rồi, cho đất chặt xuống xíu đi. Chẳng phải đó là con chim quý của nhà cậu xưa hay sao? Tôi nhớ là nó bay mất rồi mà. Không phải. Con này vẻ ngoài có thể giống, nhưng giọng hót của nó thì yếu hơn, không lẫn lót bằng. Em thật là phục mình. Đúng là chỉ cần nghe qua tiếng hót là biết ngay. Nhưng phải nói là khéo lựa. Con này gần như giống hoàn toàn với con năm xưa con. Chỉ có em mới có thể làm được điều này. Anh thật hạnh phúc khi có em làm vậy. Sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng gia đình cậu Mật cũng được bình an và hạnh phúc. Mà giỏi tiền đó, vừa đảm đương việc mua bán mà vừa giỏi chèo lái hạnh phúc gia đình nữa. Chứ sao, nhờ mợ mà chiến thôn của gia đình cậu Út á càng ngày càng được lan xa. À chị Thái à, một lát nữa chị canh nồi thuốc giùm tôi nha. Dạ. Bữa nay mợ Hân đi ra ruộng nhưng mà sẽ về sớm. Dạ. Thành ra chị canh khoảng 1 giờ nữa là chị có thể bắt nồi cơm. Dạ, được rồi. Dạ, Huệ cứ yên tâm, tôi biết rồi. Chú. Cậu xuống đây có chuyện gì không? Tôi có chuyện muốn nhờ chú. À, cậu có chuyện gì á thì cứ sai bảo, chứ xuống nhà bếp làm gì? Để ba cái mùi dầu mỡ nó bám vô quần áo, không có hay đâu. Không sao đâu chú. Mọi người ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói riêng với chú. Dạ. Chú chị giúp tôi làm cái này đi. Dạ được thưa cậu. Cậu Mão nè, qua tháng là con không thể thường xuyên đi thăm ruộng nữa. Sắp tới phiền cậu và vú lo liệu giúp con. Tôi đừng lo, cứ yên tâm mà dưỡng thai đi. Thưa mợ, con thấy trong sổ có tái điền nhà chú Năm, thuê ruộng đã gần chục năm, nhưng mà vài tháng trở lại đây lượng lúa nộp vào kho lại giảm đi 1/3. Nếu gặp chuyện này thì em xử trí như thế nào? Dạ, theo như mợ dạy thì phải đến thăm ruộng lúa của tái điền đó, tìm hiểu nguyên nhân, sau đó mới chiếu theo luật trong sổ. Đúng, việc gì cũng nên dựa trên lý và tình. Chú Năm thuê ruộng đã lâu, nay đã lớn tuổi, cho nên việc giảm sút lượng lúa nộp vào kho là điều đương nhiên. Nhưng trước đây chú luôn là người nộp lúa nhiều hơn so với những tái điền thuê ruộng khác. Ta có thể dựa theo đó mà xem là nộp đủ. Dạ, những gì mợ dạy con sẽ ghi nhớ. À, ủa sao mình và Vũ lại ở đây? Anh lo cho em nên mới ra đây. Anh xin lỗi vì đã để cho em phải vất vả. Đây là... Hôm nay trời không nắng mà lại oi ghê á. Hay là vợ chồng mình về nhà, em sẽ nấu về hạt sen để cho mình giải nhiệt nha. Cần gì phải chờ tới lúc về nhà hay? Em dùng ngay đi. Người cần giải nhiệt là em chứ không phải là anh. Mình... Lần đầu tiên anh xuống bếp, không lẽ em không thể... Mình xuống bếp thật sao? Em dùng túi đi. Thấy sao không? Dạ ngon lắm. Thật vậy hả? Anh không nghĩ là ngon đến vậy đó. Mình nấu gì em ăn cũng thấy ngon hết. Làm gì mà nhìn em dữ vậy? Anh phải tranh thủ ngắm nhìn, để vài bữa nữa lên Sài Gòn dạy học thì... Hay là em lên Sài Gòn với mình? Em thấy mình ở đây cũng không được thoải mái, cho nên cũng không ép mình, cả nhà mình lên Sài Gòn. Trả lại cơn người đồ sộ này cho bà. Em chỉ cần một chỗ làm ăn nhỏ để chăm lo cho gia đình là đủ, miễn là gia đình mình có thời gian gần gũi. Mình thấy sao? Được vậy thì còn gì bằng. Anh tính là sau khi hết hợp đồng giảng dạy ở trường, thì anh sẽ trở về để sống luôn. Em nghĩ sao? Còn bao lâu nữa hả mình? Chỉ còn 3 năm nữa thôi. Hân à, anh rất là hạnh phúc khi có được một người vợ xinh đẹp nha. Em yên tâm, anh sẽ về mỗi cuối tuần. À, không có được à. Phải rồi, phải rồi, anh quên mất điều đó. Thôi mình đi ngủ đi ha. Bà đã nhớ đến chuyện của cậu Vĩnh Phúc sao? Mới đó mà đã tròn 4 năm, vậy mà vẫn biệt vô âm tín. Chừng nào chuyện gia đình ở Biên Hòa, còn hơn với thằng Đức được yên ổn, thì tôi mới có thể an lòng mà tu tịnh. Như vậy thì từ đây về sau bà có thể an tâm được rồi. Ý của Huệ là sao? Mau nói cho tôi biết đi. Hôm nay tôi lên đây để báo cho bà một tin mừng. Mà Hân đã mang thai rồi. Hân đã mang thai rồi sao? Dạ. Bây giờ thì cái chuyện tình cảm của vợ chồng cậu Mở rất là mặn mà. Gia đạo thì bình an, công việc làm ăn ổn định, nên bà có thể an tâm mà tu tịnh. Bà đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đúng là lòng tôi chưa lúc nào được yên ổn, cho tới khi nghe được tin vui này của Huệ. Thiệt là mừng quá. Vậy là sau bao năm tôi có thể yên tâm rồi. Ai cho phép hạ lồng chim xuống vậy? Dạ, tôi xin lỗi cậu, tôi không có ý. Tôi chỉ muốn nhìn gần một chút, mong cậu tha lỗi cho con. Không ngờ một người ở đã thích chim kiện tới như vậy. Dạ, từ nhỏ con đã thích các loài chim quý, con rất mê tiếng hót của chúng. Vậy sao? Từ hôm của chúng giờ đến giờ con thích lắm, nhưng mà con không dám. Chỉ là hôm nay mà đi vắng, con mới dám hạ xuống. Con xin cậu đừng nói với mợ, nếu không con sẽ bị đuổi việc. Được rồi. Sao lại cười? Dạ, dạ không có gì thưa cậu. Chỉ là từ trước tới giờ con nghĩ cậu khó gần, nhưng mà con không ngờ khi nói chuyện với cậu, con thấy cậu rất khác. Nhất là khi nói chuyện về cây cảnh và chim muông. Bởi vì đó là những điều mà tôi thích. Dạ, thật ra khi nghe cậu giảng giải, con như biết thêm nhiều thứ. Cậu như là một quyển sách sống vậy. Con thật sự khâm phục kiến thức của cậu. Con chỉ mong mình học được một phần nhỏ của cậu thôi. Như vậy nếu muốn thì tôi có thể cho mượn sách để đọc thêm. Dạ, con cảm ơn cậu. Đến đợi em. Sao mình lại ra đây? Mình nên nghỉ ngơi để còn lái xe lên Sài Gòn nữa. À, anh muốn ra thăm vườn lại trước khi lên Sài Gòn. Ra đây thì gặp con Dung, nó xin phép anh là được chăm sóc vườn hoa với chim kiển khi mà anh đi vắng. Thưa cậu Mợ, cho phép con xuống dưới để làm việc ạ? Ừ. Con bé này lanh lợi thiệt. Hy vọng là sau này nó sẽ giúp em được nhiều việc. Em cũng hy vọng là vậy. Con bị làm sao vậy? Kìa Hân, con bị sao vậy? Con à, nếu mệt thì về nghỉ đi con. Con không sao đâu, hơi nặng nề một chút nên chưa quen thôi. Nè, con đừng có ỷ lại. Ông mấy để cô chở con về nghe. Con không sao mà. Con à, làm gì cho cực thân vậy? Sao tự dưng hôm nay con lại đi thăm ruộng? Dạ, lát nữa cậu về, con tranh thủ thăm ruộng một chút. Rồi về nhà con làm vài món đặc biệt cho cậu đó mà. Dạ con chào mợ. Sao mợ ra đây làm gì cho mệt? Mợ đang bầu bì, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi cảm ơn chị, tôi không sao. Mà sao mợ không nhờ cậu Đức ra thăm ruộng thay mợ đi? Hồi sáng tôi thấy xe cậu có nhà mà. Thiệt đó. Cậu có ở nhà? Làm sao chị biết được? Thì hồi sáng tôi đi ngang qua nhà lớn tôi thấy mà. Vậy sao? Dạ thôi tôi xin phép mợ, tôi đi nha. Kỳ lạ. Cậu về thì con Dương phải ra báo cho con biết chứ. À, chắc là cậu Vĩnh Đức mới về nên con Dung nó chưa kịp thông báo. Cậu à, chở con về nhà ngay lập tức. Vũ à, Vũ thăm ruộng giúp con nha. À, con yên tâm. Bếp. Mày đã làm gì đó hả con kia? Mợ ơi, con thôi à. Con điếm nè, tao bạc đãi mày chỗ nào? Tại sao mày đối xử với tao như vậy? Đừng nói cho mợ biết tôi cũng là người đem lại niềm vui cho cậu. Chính cậu cũng muốn như vậy. Mợ không tin thì mợ cứ hỏi cậu đi. Cậu nói gì đi chứ cậu? Cậu nói cho mợ biết đi. Cậu yêu em, cậu thích em, cậu vui vì có em, phải không cậu? Cậu, phải không cậu? Còn đây là tiền mày đã bỏ công hầu hạ cậu những ngày vừa qua. Bao nhiêu đây có đủ với công sức của mày không? Mày còn dám khóc hả? Mày oan ức chỗ nào? Nói tao nghe. Kẻo thiên hạ lại trách tao đối xử với cái vụ cố làm của mày không đúng cách hả? Bà đúng là miệng lưỡi ác độc. Chẳng trách cậu lại chán ghét bà. Mày nói cái gì? Tao ác độc hả? Mày muốn tao ác cái gì? Tao sẽ ác cho mày thấy. Sau những gì mình làm, mình vẫn không dám nhìn mặt em sao? Mình ngồi im đó để làm gì? Mình nói đi. Mình đã làm gì vậy? Thôi, Vân hả? Con à, con bình tĩnh lại đi. Sao con nằm đây? Cậu đâu rồi vú? Con nằm mê man cả ngày rồi. Doctor đến khám cho con, nói là con bị chấn động thần kinh, cần phải tĩnh dưỡng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó. Sao lại ra nông nổi? Con đi tìm cậu. Con tìm cậu để làm gì? Để xin lỗi. Thưa cậu, nhìn cho kỹ rồi học theo. Chăm sóc chú không có dễ đâu. Dạ, cậu cứ làm. Con sẽ học thật kỹ những gì cậu dạy. Cậu thật là giỏi. Mợ cũng thật là tốt số, khi lúc nào cũng được nghe cậu kể về những chuyện này. Mợ trong công ngàn gì, làm gì có thời gian chứ. Nếu mà cậu không chê con thì con sẵn sàng nghe cậu kể bất cứ lúc nào. Mợ đâu? Dạ, mợ đi ruộng chưa về. Tôi có bộ sách quý về cây kiểng ở trên thư phòng. Nếu muốn xem qua, tôi sẽ cho cô xem. Mình à, là em Hân đây. Mình à, mình có thể mở cửa cho em vào được không? Em xin lỗi. Em xin mình hãy cho em một chút thời gian. Em sẽ sắp xếp lại mọi việc. Em sẽ mướn thêm người quản lý để có thêm thời gian chăm sóc cho gia đình. Không phải, tôi mới là người cần thay đổi. Em giỏi giang như vậy, em lo lắng trong ngoài chu toàn như vậy, tôi cần em thay đổi gì nữa chứ. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Đúng là em lo chu toàn tất cả mọi việc, nhưng lại không dành nhiều thời gian để làm những việc mà người vợ phải làm. Từ nay em sẽ ở nhà và gần gũi với mình nhiều hơn. Quả thật, các em không nói về chuyện con Dung làm cho tôi thật nhẹ nhõm. Nhưng mà tôi không thể không nghĩ được. Ý của mình là... chuyện này cũng một phần là lỗi của tôi. Tôi không thể coi như là không có chuyện gì xảy ra được. Không cần ai phải nhắc. Nhưng tôi có thể nhận ra những cặp mắt soi mói, tọc mạch. Tôi không thể chịu đựng được những điều đó nữa. Những gì mình nói em có thể hiểu được, hay là nếu mình thấy không được thoải mái thì có thể làm theo cách của mình khi xưa. Vậy còn chú Huệ và cậu Mão thì sao? Em không cần phải lo nghĩ nữa. Tôi không có ý định đuổi gia nhân ở trong nhà đi nữa rồi. Vậy mình định như thế nào? Tôi cần thời gian để có thể bình tâm lại. Và căn nhà này cũng phải cần có thời gian để mọi chuyện chìm vào quên lãng. Đây là cách duy nhất tốt cho tôi lúc này. Em có hiểu không? Chuyện này là lỗi của tôi, nhưng tôi không thể tự đối diện với nó ngay được. Dạ được. Mọi chuyện cứ theo ý của mình. Dạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi thưa cậu. Chú à, Hân không ra gặp con hả chú? Dạ thưa cậu, mờ mệt nên không ra tiễn cậu được. Ở nhà chú nhớ chăm sóc tốt chú cô ấy. Đừng để cô ấy phải lo nghĩ nhiều nha chú. Tôi biết rồi. Má, xin má hãy phù hộ cho cháu của má, để sau này nó không phải chịu khổ như con. Đời con đã quá nhiều nước mắt rồi. Con không biết là mình có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho đứa con sắp vào đời này hay không nữa. Tại sao hết lần này đến lần khác cậu vẫn chứng nào? Nếu con muốn giữ lấy cậu thì con đừng nên ở xa cậu. Con cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cậu không muốn. Con cũng mệt mỏi khi mà phải chạy theo để giữ chân cậu. Con cũng phải nghĩ cho con của con đi chứ. Biết đâu con lên trên đó con có thể quên đi những chuyện không vui ở đây thì sao? Tại sao mày có mặt ở đây? Tôi làm gì ở đây thì cũng không liên quan đến cậu đâu cậu Mạo. Mày... Tại sao mày có mặt ở đây? Con có việc cần giải quyết với cậu. Mày với cậu ngoài chuyện lên giường thì có chuyện gì để giải quyết chứ? Con... Hạng đàn bà như mày mà có điều gì khó nói sao? Đúng. Tôi lên đây là để giải quyết chuyện lên giường với cậu đó. Dung! Mày ăn nói với mợ vậy hả? Mợ nào? Bây giờ tôi vẫn là người của họ Trần, nhưng không còn là người ở nữa. Một năm lương vẫn chưa đủ với hạn ăn bám với mày hay sao? Tiền mợ cho tôi thì nhiều thật, nhưng mà bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để tôi nuôi một đứa con khôn lớn. Tôi nói mà không nghe rõ sao? Tôi đã có thai với cậu. Cái con này nửa mất mà chồng son đó mợ. Sáng nay nó tới tìm cậu, nó đòi cậu phải chịu trách nhiệm. Cậu bực mình nên đi đến giờ luôn đó. Chuyện của mày với cậu thì đi tìm cậu mà giải quyết, còn cái của nợ đó thì sẽ mãi mãi không phải là người của nhà họ Trần. Cô thì có quyền hành gì mà quyết định chuyện đó? Tôi muốn giữ đứa con của mình với một người danh giá như cậu, và tôi cũng muốn nó phải có một danh phận. Dung, dám ăn nổi vậy hả? Còn hối hận gì đã đưa mà vợ của nhà này thì mang tiếng là đuối ông tay áo. Cút khỏi đây kìa, nếu không đừng có trách tao. Lấy quyền gì mà cậu đánh tôi? Nếu cậu nghĩ rằng cậu đưa tôi vào nhà họ Trần để làm con ở mà lên mặt dạy đời tôi thì cậu lầm rồi. Hơn nữa, đây là chuyện của tôi và mợ, không liên quan gì đến cậu. Mày không được phép nói chuyện ngang hàng với mợ. Ai nói là tao không có việc đuổi mày hả? Đi ra. Cậu đi ra khỏi nhà. Cậu ra. Đi. Đi ra khỏi nhà này. Đi. Đi ra. Đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Mở cửa. Cái đồ ở độn ra ở độn. Đèo cao có ngày té đau nha con. Chị nói đúng. Tôi cũng chỉ học thêm ở chủ nhà này thôi. Mở cửa. Xin lỗi mợ. Mở cửa cho tôi. Một khốn nạn. Tất cả mọi chuyện là do cậu. Chính cậu đã đưa nó vào ngôi nhà này. Không phải lỗi của cậu đâu. Con cứ quở trách cậu đi. Tại cậu mà con mới khổ sở như vậy. Chuyện qua rồi, cậu đừng dằn vặt mình nữa. Con không muốn mọi người trong nhà rùm beng chuyện này. Cậu ơi, cậu đi ra ngoài lấy mấy bó hoa giùm con. Chị vô lấy cho tôi cái bình thật đẹp. Dạ, thưa mợ. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ. Bình qua nè mợ. Cậu Mão, lúc nãy tôi tức con Dung quá nên tôi lỡ miệng. Không biết mợ có giận tôi không cậu? Chị đừng có suy nghĩ lung tung. Mợ không phải là người nhỏ nhặt vậy đâu. Tại tôi thấy mợ không được vui. Tôi sợ mợ nghĩ. Mợ không được vui là do tôi. Tại tôi đem cô nhỏ ăn cháo đá bát đó về, cho nên hôm nay mới xảy ra cớ sự như vậy. Thật ra cậu chỉ muốn giúp đứa cháu gái dưới quê thôi. Ai ngờ xảy ra chuyện như vậy. Mà đúng thiệt á, nhìn người không có nên nhìn bề ngoài. Mà tôi thấy mợ đâu có trách móc gì cậu đâu. Chính vì mợ không trách, cho nên tôi càng cảm thấy áy náy hơn. Còn tôi sợ. Hồi nãy tôi lỡ miệng, đụng chạm đến mợ, rồi mợ giận, mợ đuổi việc tôi. Lúc đó má con tôi không biết sống làm sao nữa. Tôi đã nói rồi, mợ Hân không phải là người nhỏ nhặt vậy đâu. Xíu nữa tôi quên à. Nè, chị cầm đi. Chị cứ cầm đi, mợ Hân đưa đó. Mợ cháu tôi. Ừ. Thì lần nào lên đây mợ không cho thêm tiền chị. Mợ nhờ tôi đưa cho chị. Tại vì mợ sợ lu bu công chuyện, rồi mợ không nhớ. Nhưng mà ai về không có chuyện này lại có chuyện khác. Mợ tốt với tôi quá. Vậy mà tôi đã nói với chị rồi, mợ là người rộng lượng, luôn giúp đỡ mọi người trong nhà này. Nếu như không biết cậu thì người ta sẽ nghĩ rằng cậu chỉ sống một mình và chưa có vợ. Đến hình cưới của chúng ta mà cậu cũng không treo hay sao? Chết kinh hết cũng không chừa. Ai đó? Dạ thưa, tôi dọn cơm cho mợ ăn nghe mợ. Tôi chờ cậu về ăn cơm chung. Tôi sợ là trưa nay cậu không về đó mợ. Thường thì cậu hay về lúc mấy giờ hả chị? Dạ, tôi cũng không chắc được thưa mợ. Vậy thì làm sao chị biết giờ giấc để chuẩn bị cơm nước cho cậu? Dạ, tôi chuẩn bị sẵn. Khi nào cậu về tôi nấu ngay à. Bây giờ tôi dọn cơm cho mợ ăn nha. Dạ. Tôi không đói. Chị với cậu Mão ăn đi. Dạ. Mợ không đói. Mợ cũng ráng ăn để cho em bé. Tôi đói tôi sẽ ăn. Tôi muốn nằm nghỉ. Dạ. Tôi không dám làm phiền mợ nữa. Tôi xin phép xuống dưới. Cậu là người chồng bội bạc, là kẻ phụ tình. Người như cậu chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Cô là con đàn bà đế tí, đừng làm anh em nhà tôi. Cô nghĩ cô tốt đẹp lắm hay sao? Thằng người như cô cũng giống như phường bán qua mà thôi. Tôi không cho phép cậu nói như vậy. Tôi không cho phép cậu xúc phạm tôi như vậy. Cậu là đồ thiểu kẻ, cậu bội bạc. Chỉ là ác mộng thôi. Không có sao đâu. Không sao hết. Alo, vú đây nè con. Vú nhà có chuyện gì hay sao mà vú gọi con giờ này vậy? Không có phải. Tại vì vú nhớ con nên vú gọi điện thoại lên cho con. Con nhớ ăn uống cho đầy đủ. Rồi phải nghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe. Con biết tự lo cho mình mà vú. Vú cũng đi nghỉ sớm đi. Tại vú sợ con lên trên đó gặp cậu vui quá nên quên giờ giấc thôi. À, mà khi nào con về vậy con? Con sẽ thu xếp về sớm. Vũ à, con gác máy nha. Con có chuyện một chút. Chị Bảy ơi, chị Bảy. Dạ, dạ. Dạ cậu gọi. Xe đậu lung tung trong nhà tôi. Dạ, cậu không nhận ra xe M3 hay sao? M3 lên hồi sáng rồi. Cái gì? Vợ tôi lên đây sao? Dạ, vợ đang chờ cậu trong nhà đó. Anh nói vợ anh ly dị rồi mà. Giờ lên đây làm sao nữa? Đơn giản thôi. Chưa ly dị thì giờ ly dị. Có làm sao đâu. Con cọc cái đó hả? Anh mà lên tiếng là phải sở một phép. Anh chắc nha. Em sợ mấy vụ đánh ghen này lắm đó. Hay là mình ra khách sạn ngủ rồi mai hãy tính anh. Em sợ cái gì? Ở cái nhà này anh là nhất. Cứ theo anh. Người phải ngủ khách sạn không phải là chúng ta. Hiểu chưa? Đi ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Dám hành xử với chồng mình như vậy sao? Tao nói không nghe sao? Đi. Chị Bảy, gọi cảnh sát tới đây mau. Cô gọi cảnh sát làm gì chứ? Để bắt con điếm đàn này chứ làm gì. Mày còn chưa chịu biến đi hay sao? Đi. Con nãy anh ăn nói lớn tiếng lắm mà. Sao bây giờ nín thinh vậy? Mai mốt con đến sàn nhảy đừng có kiếm tôi đó. Mày đi chỗ khác, cứ nói giọng đó là đủ hết bây giờ. Chuyện nhà chuộng tối tới không được đó. Không phải xuống này con còn nẹo tẹo với tôi tớ sao? Muốn cái gì nữa? Em muốn mình phải nói rõ với em chuyện sáng hôm nay. Lúc nào cô cũng muốn nói chuyện, nhưng có bao giờ cô nghĩ lại xem cô đã gây ra những gì trước khi nói chuyện với tôi không? Tôi không có gì để nói với cô hết. Sáng nay em đã gặp con Dung. Trước khi lên Sài Gòn, mình đã hứa với em những gì mình quên rồi sao? Đừng nhắc tới con Dung, nó làm cho tôi thêm kinh tởm với người. Một đám hạ lưu, thấy tiền sáng mắt, không kêu tôi tự cởi quần. Không nói ai hạ lưu, ai tự cởi quần. Cô còn dám nhắc tới con Dung. Cô với nó đều là đám hạ lưu đáng kinh tởm. Chính nó đã canh lúc cô đi vắng, rồi diễn cớ vào phòng tôi dọn dẹp, rồi mồi chài dụ dỗ tôi. À, Quá ra nó dụ dỗ cậu. Quá ra chính em đã đưa nó vào để phá nát gia can nhà mình. Quá ra chính em là người có lỗi. Tôi không biết cô ngoài đường khôn ngoan với ai, nhưng mà chuyện trong nhà thì hết cái sài, hết cái sài khác. Từ trước tới nay, bọn giáo nhân đều phải ở nhà dưới, không bao giờ được bén mảng lên nhà trên. Nhưng chính cô đã đặt cách cho con Dung đủ điều. Thử hỏi không phải là vẽ đường cho hú chả là gì. Dạ chào cậu. Ai cho vào phòng vợ chồng tôi giờ này? Dạ, mở nói là từ rày về sau con sẽ dọn dẹp các phòng ở nhà trên cho sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng đó là lúc vợ tôi có trong phòng. Dạ. Ôi da đau quá. Chuyện gì vậy? Cậu à, cậu giúp em với. Hình như có con gì lọt vào áo em ở phía sau nè, em không bắt ra được. Ai vậy đau quá à. Ở đâu? Dạ hình như nó ở đây. Ở không? Rốt cuộc là nó ở đâu? Chạy xuống đây rồi. Bản thân cô đã thấy cái giá phải trả thì tự cho mình là khôn ngoan chứ. Con Dung mở miệng, một tiếng mở, hai tiếng mở, nó dùng cái quyền mở của cô để rù quến tôi. Cô biết không? Nếu mình là người đứng đắn thì chắc chắn con Dung sẽ không dám vọng động. Không có lửa thì làm sao có khói. Đến nước này mà cô còn ngoan cố nữa. Cô suy nghĩ đơn giản quá. Nó không phải là loại người như cô nghĩ đâu. À mà không, nó làm sao mà so sánh được với cô. Nó chỉ học hỏi người đi trước mà thôi. Cô đã làm mợ được thì nó cũng thử, biết đâu được làm mợ như cô. Con Dung đã nói với mình những gì? Cô nghĩ là nó sẽ ngậm miệng khi mà muốn tranh giành chỗ của cô. Chính nó đã mời gọi tôi. Vậy là mình với nó không phải là một lần. Con người của mình đúng là kỳ lạ. Chuyện sai rành rành cũng nói thành đúng được. Nhưng thật sự em không nghĩ rằng con Dung mới lại chủ động làm những chuyện này. Tôi tưởng là cái gì cô cũng nghĩ ra được, đúng không? Cái gì cô cũng biết mà. Nhưng dù sao chuyện của con Dung thì em và mình cũng đã dàn xếp bỏ qua. Còn chuyện mình đưa gái về ngủ tối nay thì sao? Tôi cấm cô gọi cô ta là gái. Cô ta là một tiểu thư danh giá, rất xứng với gia đình tôi. Đáng lẽ ra bản thân tôi phải lấy cô ta làm vợ. Em không biết cái loại danh giá nào mà lại về nhà đàn ông đã có vợ ngủ qua đêm. Vợ? Hân à, tôi nói cho cô biết nha, chuyện vợ chồng giờ đây chỉ là trên danh nghĩa thôi. Tôi và cô bây giờ không thể nào tiếp tục làm vợ chồng mình. Cái sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy cô về làm vợ. Em đã nhắc mình nên suy nghĩ kỹ rồi mà. Lúc đó so với cô, tôi còn quá non nớt. Vậy bây giờ em phải chịu trách nhiệm cho cái quyết định hồ đồ của mình sao? Tôi cũng không muốn vậy, nhưng mà tôi xin lỗi, không thể nào tiếp tục được nữa. Còn đứa con của chúng mình thì sao hả anh? Tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện trong sự im thấm thôi. Nhưng mà cô vẫn không biết điều. Được. Làm sao tôi có thể chấp nhận nó là con, trong khi chính má của nó có thể là người hại chết cha và anh hai của nó. Cô nói đi. Mình nghe những lời cay độc đó từ những người đố kỵ muốn hãm hại em mà mình cho là đúng hay sao? Chính mình cũng đã nói là con Dung nó muốn giành vị trí của em mà. Lẽ ra khi nghe những lời lẽ vô căn cứ đó, mình phải đứng ra bênh vực vợ mình. Cũng may cho cô là tôi không có chứng cứ, nếu không cô khó mà thoát tội được. Chỉ vì những thứ chưa chắc chắn mà mình nỡ lòng nào ruồng bỏ con chúng ta hay sao? Tuy cô muốn giữ hay bỏ nó, tôi không quan tâm. Chuyện ly dị chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi sẽ cho cô một số tiền đủ để sống hết đời. Còn nếu cô vẫn muốn tiếp tục làm mợ của cái nhà này thì từ đây tôi muốn làm gì thì làm, muốn đi với ai thì đi. Đến lúc đó cô không được quyền lên tiếng. Thôi được. Cậu à, mang bánh mì xuống dưới cho mọi người ăn đi. Cô biết rồi. Con đi đường xa, có mệt lắm không? Ừ, dạ cũng hơi mệt. Cậu Vĩnh Đức... Vũ à, con thấy hơi choáng váng. Con muốn vào phòng nghỉ một chút. À, vậy thì thôi, con vô phòng nghỉ ngơi đi. Cậu Mão. Dạ. Cậu lên trên đó như thế nào vậy? Cậu thấy vợ chồng cậu Mợ có vui vẻ không? Từ hôm qua tới giờ cái bụng tôi nó cứ nôn nao, khó chịu quá. Đem bánh mì xuống dưới chia cho mọi người ăn đi. Nói là quà của cậu Mợ từ Sài Gòn về đó. Dạ. Cậu à, cậu nói gì đi? Sao cứ im ỉm vậy? Gì à? Có đủ thứ chuyện hết. Tôi thì không ngờ cái con đó nó lại trơ trẽn đến mức như vậy. Việc uống cho Mợ hơn đã tốt với nó biết bao nhiêu. Chị biết lúc đó con chỉ muốn cho nó một trận dừ đòn mà thôi. Con mà sớm biết bản chất của nó tồi tệ như vậy thì cho dù có chết con cũng không đưa nó vào ngôi nhà này. Nó làm sao mà lộ cho cậu biết được chứ? Cả tôi với Mợ hơn còn nhìn lầm nó nữa chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng tại cho cậu Vĩnh Đức không kiên định thì nó mới dụ dỗ được chứ. Hồi đêm qua nhìn thấy Mợ Hân mà con đau lòng hết sức. Lần trước là ở nhà cô Kim Tuyền, Mợ Hân đã nén nỗi đau để chờ đợi cậu. Còn lần này tưởng là lên Sài Gòn để gặp cậu là được vui vẻ hạnh phúc, ai ngờ lại gặp con Dung rồi xảy ra đủ thứ chuyện. Lúc trước cứ tưởng là cưới cậu Vĩnh Đức Mợ sẽ hạnh phúc, không ngờ cậu cũng như... Tôi chính là người đã nói vào để cho Mợ Hân chấp nhận lời cầu hôn của cậu Vĩnh Đức. Tôi cứ nghĩ cậu ba là người hiền lành, nhưng mà không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy. Mợ Hân đã cố gắng dung dáng biết bao để xây dựng hạnh phúc cho gia đình này. Cậu nói gì vậy? Tại sao cậu Vĩnh Đức lại nghĩ như vậy chứ? Con cũng không biết nữa. Nhưng con linh cảm chuyện này có liên quan tới cô Dung. Từ hôm nay á, bay sang đây với dì. Buổi sáng á, dì sẽ xuống bếp để coi sóc công việc. Còn bay muốn làm sổ sách để phụ giúp cho Mợ Hân, thì ở buổi chiều bay qua đây. Dạ. Đồ đạc bay cất trong đây nè. Dạ, con cảm ơn dì. Con cũng cảm ơn Mợ đã ưu ái cho con ạ. Chỉ cần bay làm tốt công việc là Mợ Hân với dì vui rồi. Đây là bàn thờ của con rạ, má của Mợ Hân. Đây không chỉ là căn phòng mà còn là nhà của dì và Mợ Hân lúc nhỏ. Vậy từ nay con sẽ giúp dì lau dọn và chuẩn bị đồ cúng trên kệ thờ. Dì cho phép con nha dì. Căn phòng này rất là có ý nghĩa với Mợ Hân. Mọi đau khổ và hạnh phúc cũng bắt đầu từ đây. Nói như vậy thì tình yêu của cậu và Mợ cũng bắt đầu từ căn phòng này sao dì? Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng mà trong căn phòng này không những chỉ có hình ảnh của cậu Đức mà còn có cả ông và cậu cả nữa. Chẳng lẽ ông và cậu cả ngày xưa cũng hay lui tới căn phòng này lắm hay sao dì? Thôi, chuyện còn dài dòng lắm. rồi, đúng rồi cậu Mão ơi. Là do tôi đã nó hớ ra cho nó biết tất cả mọi chuyện, nên nó đi thọc mạch với cậu Vĩnh Đức. Tôi thì không ngờ dã tâm con này lớn quá. Tất cả là do tôi. Tại sao tôi lại rước một đứa có tâm địa xấu xa đó vào nhà này chứ? Cả cậu, cả tôi, cả mợ đều tin và thương lầm người rồi. Trời ơi, Hân ơi, chú đã hại con rồi. Dạ, nếu con có linh thiêng thì phù hộ cho con Hân qua khỏi tai ương này nha. Vú à, vú xem nè, hôm qua con có đi chợ, tranh thủ mua một ít vải để cho vú may đồ. Vú nhìn nè. Vú sao vậy? Hân à, ngồi xuống đây đi vú. Có gì thì từ từ nói. Vú không khỏe chỗ nào? Vú vừa nói chuyện với cậu Mão xong. Con xem và thương con Dung như em của mình. Có lẽ vì con quá ưu ái cho nó, cho nên nó sinh ra lòng đố kỵ và tham vọng trở thành người như con. Con vẫn còn có Vú, còn có cậu Mão, là người thân của con mà. Vú và cậu luôn ở bên cạnh con. Con còn có đứa bé trong bụng nữa mà. Lúc biết mình có thai, con đã hạnh phúc biết chừng nào. Con cứ nghĩ đứa bé này sẽ giúp con dung dáng hạnh phúc gia đình, sẽ giúp con kéo cậu về gần con. Nhưng mà Vú đã từng dạy con phải nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng Vú thấy đó, con đã cố gắng dung dáng, thậm chí là chịu nhục để giữ cậu. Vậy mà có lẽ Vú đã sai rồi con à. Vú đã nhìn làm về con người của cậu. Vú cứ nghĩ cậu không như ông và cậu cả. Vâng à, con cứ trách Vú đi. Chính là Vú mà con mới ra nông nổi như vậy. Cả đời này Vú có lỗi với con. Đừng nói vậy mà Vú. Vú là người mà con thương nhất, làm sao con có thể trách Vú được? Vú mà có mệnh hệ gì thì con sẽ không sống nổi đâu. Con trách thì trách cho cái suy nghĩ nông cạn của cậu. Rõ ràng con đã nói với cậu cân nhắc suy nghĩ kỹ càng chuyện cưới con. Vú biết không, những ngày qua con đã nhận ra rằng cậu là người không thể nào thay đổi được. Bây giờ con tính sao đây? Cậu đòi ly dị với con, nhưng mà Vú yên tâm, con sẽ không thể để cậu làm điều đó dễ dàng như vậy đâu. Hân à, cho dù có chuyện gì xảy ra, con cũng nên cân nhắc mọi chuyện trước khi làm nha. Đứa bé nào đó cũng cần có cha con à. Vú xin lỗi con nha, Vú không có ý gì đâu. Con hiểu ý của Vú. Nhưng mà ở căn nhà này làm gì có tình cha con hả Vú? Vú quên rồi sao? Đối với họ chỉ có chủ tớ mà thôi. Hân à, Vú biết là con đau khổ, nhưng mà con suy nghĩ kỹ lại đi con. Cậu đã vui mừng khi biết con mang thai, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con mà. Không phải vậy đâu Vú à. Cậu không cần đứa con này nữa. Và thực chất cậu cũng như người cha tàn bạo của cậu. Chẳng phải ông ta đã tự tay giết chết những đứa con của Vú và của má con sao? đứa trẻ nào cũng cần có cha con à. Vũ ơi, con cũng là một đứa trẻ không cha. Đã từ lâu con nhận ra một thứ có thể lấn át tất cả và hơn cả tình phụ tử, đó chính là giai cấp. Những người đức cao vọng trọng sẵn sàng rũ bỏ sinh linh do mình tạo ra chỉ vì chúng không đủ cao quý. Bây giờ con đã hiểu cảm giác của má và bố khi xưa lúc bị ruồng bỏ. Những người như vậy có đáng làm cha hay không khi không hề yêu quý ngay chính con ruột của mình? Con yên tâm, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy đến với con. Vũ chưa ngủ hả? Vũ đi ngang, thấy con còn thức nên Vũ nấu chén nước mát cho con uống giải khát. Sao giờ này còn thức khuya quá vậy? Công việc để sáng mai làm đi con. Con thức khuya như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó. Con không sao đâu Vũ. Con vào trong nghỉ liền bây giờ. Vũ đừng có lo. Con à, uống chén nước mát này đi, sẽ ngủ ngon hơn đó. Con cảm ơn Vũ. Hân à, có sao không vậy con? Ừ, con vẫn bình thường mà Vũ. Vũ nghỉ sớm đi. À, Vũ nhắn với cậu Mão giúp con, sáng mai mời luật sư Tấn tới nhà gặp con một chút nha. Luật sư Tấn? Dạ. Thôi con về phòng nghỉ đây. Cảm ơn luật sư, ông làm tốt lắm. Việc bây giờ chỉ cần có chữ ký và con dấu của ông Vĩnh Đức thì xem như giấy tờ sang tên lập tức có hiệu lực. Chuyện con dấu và chữ ký thì ông cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu. Đây là chút thành ý của tôi, mong ông nhận cho. Không cần cấp gáp gì đâu cô Hưng, cứ để khi nào xong việc nhận luôn một lần. Đây là phần thêm, coi như là phí trà nước mà ông đã vất vả trong suốt mấy ngày qua. Vậy thì tôi cảm ơn cô Hưng. Đúng là mở ba nhà họ Trần, trước nay làm việc mau lẹ và dứt khoát. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép về văn phòng. Để tôi gọi người tiễn luật sư ra cổng. Không cần đâu cô, tôi đến đây đâu phải là lần đầu. Vậy cảm ơn luật sư, khi nào có việc tôi sẽ liên lạc với ông. Chào cô. Rốt cuộc con tính làm chuyện gì vậy? Chắc là Vũ nghe hết rồi. Vũ có nghe, nhưng mà Vũ không hiểu. Chuyện đến nước này rồi, Vũ nghĩ con cam tâm trắng tay rời khỏi căn nhà này theo ý của cậu sao?